Rồi hello anh em ơi, mà cái đàn này mình mới tiếp nhận của anh Thành ở bên quận tư hồi sáng. Anh Thành đến sau khi mình tư vấn thì anh đã nâng cấp lên con EQ, anh đã chọn cái EQ 301. EQ là EQ xịn á, EQ cao cấp anh em. EQ này nó cho mấy anh em nhạc công đi show luôn á. Nào, rồi cho anh em coi nè. EQ 301. Đây nó thấy cho anh em. Mọi thứ em điều chỉnh 50 cho bass chết biết đồ 50 cho volume em chỉnh khoảng tới cỡ số 10, 10 rưỡi, 11 ạ. À. Đó, rồi dắt đầu dắt ở đây thôi. Rồi anh Thành cũng đã nâng cấp thêm một cái bộ dây Elixir. À, trang bị cho cái này là Elixir luôn. À. Rồi em cũng đã vệ sinh cho phím đàn cho anh Thành rồi, em chỉnh cái cặn nó hơi bị cong á anh Thành, rồi em chỉnh là cho nó thẳng là cho anh như sáng anh nói luôn rồi. Rồi em chỉnh cho mọi thứ đều ở xanh nó nhẹ tay luôn. Con ngựa xương em thay con ngựa cho anh ấy nha, con ngựa anh là như mú. Rồi em gắn rồi em thay ngựa xương cho anh luôn, ngựa chỗ ngựa trắng này cho này thôi đó, em thay ngựa xương luôn. Rồi bây giờ để em test thử, em đánh 6 dây cho anh Thành cũng như anh em mình nghe nha. Canh chỉnh mỗi cái cọng dây nó đều hòa quyện với nhau, không có dây nào nó nổi trội, dây nào không có dây nào nó bị lép, không có dây nào nó không dây nào cái tiếng nó cao hơn nha anh em ơi. Anh Thành ơi, rồi bây giờ test cho anh Thành với anh em nghe đoạn nữa coi. À, em đang gắn trên cái con loa Core Music nè, con loa này nè anh em. Bây giờ em đánh cho anh em nghe thử con đoạn nha. Mà gì vậy ta? Hãy bolero đi anh em. Cho anh em nghe thử cái tiếng đàn khi mà nâng cấp lên cái con EQ 301 là âm thanh nó như vậy đó anh em. Gã khá là sắc sảo, sắc, trong. Mà ví dụ cái đàn của anh em, cái đàn 8 không, anh em gắn cái EQ này lên nó kích cho anh em được hai cái là tròn 10 điểm luôn anh em. Rồi cái này test nhanh thôi. Cảm ơn anh Thành đã tin tưởng bên shop Bảo Guitar của em đến để giao cái đàn cũng như nâng cấp một con EQ cũng khá là xịn. À, cái đàn anh Thành cũng khá ra là ok á. Anh Thành lắp thêm cái này nó là chơi ngon lạnh luôn anh ơi. Nhân tiện đây cũng cảm ơn anh em đã xem clip của bên Bảo Guitar của mình. Anh em mình, và anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ bên với Bảo Guitar nha anh em, để cho em Bảo có thể tư vấn cho anh em lựa chọn một cái có EQ trên cái đàn thích hợp nhất. À, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh Thành. Thì bây giờ xong hết trơn thì em sẽ bắt ráp rồi để em gửi qua cho anh Thành luôn nha. Còn một lần nữa cảm ơn anh Thành, cảm ơn anh em nha anh em. Chào anh em.